Leonardo DiCaprio nổi tiếng là vì gặp may và ở đúng nơi, vào đúng lúc. Leonardo DiCaprio đã xuất hiện trong nhiều bộ phim điện ảnh được đánh giá cao như Titanic, The Zeppelin, The Wind of One Street, The Great Gatsby. Anh sở hữu một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, vậy nhưng bản thân Leo cho rằng mình thành công trong sự nghiệp như vậy đơn giản là bởi đã ở đúng nơi, vào đúng lúc. Nói về việc sống chung với danh tiếng, tài tử cho hay, tôi lớn lên trong nền công nghiệp này, bạn bè của tôi đều là các diễn viên. Tôi hiểu mọi chuyện có thể khó khăn như thế nào để có được công việc tốt trong lĩnh vực này, và tôi cũng hiểu mình may mắn thế nào khi đã ở đúng nơi, vào đúng lúc. Nếu không như thế, cuộc đời tôi đã rất khác rồi. Mặc dù đã là tài tử nổi danh thế giới nhưng Leo không quên những ngày tháng khi mình mới chân ước, chân giáo, bước tới Hollywood. Tôi tin rằng trong sự nghiệp, ai cũng từng có lúc cảm thấy mình là kẻ ngoài cuộc. Tôi cũng vậy, khi mới bắt đầu theo đuổi nghề diễn, tôi cảm thấy đó như một thế giới kỳ ảo, nơi một bà tiên sẽ ghé qua nhà của một diễn viên may mắn nào đó và lựa chọn người đó. Những người trong giới này đều hiểu rằng họ sẽ không thể thành công được nếu không có giây phút may mắn kỳ diệu như thế mỉm cười trong cuộc đời mình. Leo khẳng định anh yêu công việc diễn xuất và thường tìm những bộ phim xưa cũ để xem lại rồi chiêm nghiệm về lịch sử điện ảnh. Điều thú vị trong nghệ thuật làm phim, điều đầu tiên mà tôi sẽ nói với bất cứ ai hỏi tôi về nghệ thuật làm phim và cách để thâm nhập vào nền công nghiệp này, đó là hãy quay trở lại với lịch sử phim ảnh. Hãy xem lại những bộ phim xưa cũ, hãy xem người ta đã làm được những gì trước đây, cố gắng để bản thân mình vươn tới đẳng cấp của những nhân vật tên tuổi, hãy khởi đầu theo cách như thế. Tôi không ngừng xem lại những bộ phim cũ và bị sửng sốt bởi những gì người ta đã từng làm được trước đây trong điện ảnh. Bích Ngọc, theo The Mirror. Bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để nhận được nhiều thông tin mới nhất.